Sau khi Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội công bố điểm thi lớp 10 năm 2024, Vũ Thế Hoàng Huy tra cứu và nhận được kết quả điểm số ấn tượng như sau. Ngữ văn 8,75, ngoại ngữ 10, toán 10, tổng điểm xét tuyển vào lớp 10 công lập đạt 47,5, điểm môn chuyên 1 là 8. Thế nhưng điều hy hữu đã diễn ra khi cậu em song sinh của Huy là Vũ Thế Hoàng Tiến cũng tra cứu và đạt được các đầu điểm y hệt như vậy. Điểm số ấn tượng của cặp song sinh cùng học lớp 9A4 trường trung học cơ sở Hoàng Mai này không chỉ khiến nhiều người trầm trồ với 4 điểm mới tuyệt đối mà còn cảm thấy thú vị, bất ngờ bởi giống hệt nhau. Đến điểm số cũng song sinh, nhiều người khi biết phải thốt lên vì sự trùng hợp ngẫu nhiên này. Chị Nguyễn Thị Phương Thảo, mẹ của cặp song sinh cho hay thực sự bất ngờ về sự trùng hợp này. Chị Thảo kể, khi đi thi về các con cũng đã tính được ngưỡng điểm có thể đạt nhưng việc bằng nhau ở tất cả các đầu điểm đã khiến gia đình bất ngờ thậm chí khi tra cứu điểm cho các con tôi còn nảy suy nghĩ hay là do đường link tra cứu bị lỗi nên tra cứu số bao danh nào cũng ra điểm số như vậy sau đấy các con mới nói tôi thử tra cứu thêm một số bao danh khác xem sao chỉ đến khi nhập thử một số bao danh khác và ra những điểm số khác tôi mới tin rằng hai con trùng điểm Chị Thảo cho hay, với hai môn toán và ngoại ngữ do thi trắc nghiệm nên việc đạt được số điểm bằng nhau sẽ dễ xảy ra hơn trong trường hợp các con làm được tất cả các câu hỏi. Theo chị, điểm môn văn cũng bằng điểm nhau, có lẽ một phần đến từ việc các con cùng là dân toán nên cách trình bày theo ý là chính trong khi việc chấm thi hiện nay theo barem rõ ràng. Chị Thảo nói Tôi nghĩ rằng có thể do các con là dân học chuyên toán nên tư duy nhớ theo ý. Trong khi việc chấm bài thi văn giờ đây cũng được chấm theo ý, có ba rem điểm cụ thể. Điều chị bất ngờ nhất là đến điểm thi môn chuyên của các con cũng giống nhau, đều là 8. Điểm khác biệt suy nhất giữa kết quả vào lớp 10 của Huy và Tiến cũng nằm ở đây. Khi hệ thống tra cứu cùng thông báo điểm môn chuyên 1, nhưng bản chất môn chuyên 1 của Huy là toán, còn môn chuyên 1 của Tiến là tin học. Điểm thi chuyên này thực tế cũng đều là thi toán nhưng hai đề thi hai khối chuyên khác nhau. Nhận xét về hai cậu con trai song sinh, chị Thảo cho hay, cả Huy và Tiến đều chăm ngoan sống tình cảm. Là con trai nhưng Huy và Tiến thường xuyên giúp mẹ rửa bát, long nhà, phơi quần áo. Chị Thảo kể, từ lớp 2 các con đã làm quen với những công việc phụ giúp bố mẹ này. Mới đây được bố truyền thêm cho nghề rửa bát. Hoàng Huy có thế mạnh thiên về toán, trầm tính, từ bé đã ham đọc sách, thích chơi Lego. Còn Hoàng Tiến năng động lại có khiếu về thể thao, đặc biệt chơi bóng bàn rất giỏi. Mấy năm liền, Tiến đều được chọn đi thi và giành giải nhất môn bóng bàn cấp quận Hoàng Mai. Chị Thảo cho hay, thực sự ngay từ bé, vợ chồng chị đã không đặt kỳ vọng quá cao lên con và cũng không ép buộc phải đi học thêm chỗ này, chỗ kia. Chị Thảo nói, việc học ở đâu chủ yếu do các con tự đề xuất, chúng tôi đều sẵn lòng và luôn tạo điều kiện. Vợ chồng tôi chỉ mong các con mạnh khỏe vui vẻ, không quá đặt nặng việc học. Từ bé đến nay, cứ anh học đâu, em sẽ học đấy, môn gì cũng vậy. Ngày bé khi đi học ở cung văn hóa thiếu nhi, mặc dù Huy không phải thích lắm nhưng cũng đi cùng tiến. Cũng chính vì vậy giờ đây Huy không giỏi nhưng cũng chơi được bóng bàn. Từ bé đến nay, Huy và Tiến cũng thường được tham gia các đội tuyển học sinh giỏi môn toán các cấp và cùng mang về nhiều giải thưởng. Chị Thảo nói vui, Huy là ông vua về nhì khi các năm từ lớp 6 đến lớp 9 đều đạt giải nhì toán cấp quận. Tiến cũng đạt giải ba cấp quận các năm lớp 6, lớp 7 và lớp 9. Năm lớp 9, Huy đạt thêm giải nhì, Tiến đạt giải 3 học sinh giỏi môn toán cấp thành phố. Cô Ngô Thu Mỹ, giáo viên chủ nhiệm và cũng là cô giáo dạy văn của lớp 9A4 cho hay cảm thấy rất thú vị về điểm số mà Huy và Tiến cùng đạt được. Cô Mỹ nói, cả Huy và Tiến đều là những học sinh giỏi của lớp. Trên lớp, Tiến thường đuối hơn một chút so với anh trai nhưng luôn nỗ lực, cố gắng. Vì vậy lần này, hai em cùng bằng điểm nhau. Tôi thấy rất thú vị và vui cho hành trình đáng yêu đó. Bởi trong cuộc đua trạng này, Tiến đã cố gắng, nỗ lực để đuổi kịp anh. Ngoài hai điểm 10 môn toán và tiếng Anh, cô Mỹ không hề bất ngờ với điểm văn đạt 8,75 và tổng điểm lên đến 47,5. Cô Mỹ nói, tôi không bất ngờ bởi tin tưởng ở sức học của cả hai học trò. Kết quả hoàn toàn xứng đáng với sức học và sự nỗ lực của cả trạng hành trình của các em, chứ không phải là một sự may mắn. Cô giáo hơi tiếc khi sức học của Huy với môn văn hoàn toàn có thể đạt mức điểm thi là 9, thậm chí là cao hơn. Cô Mỹ cho hay, cả hai học trò cùng thích toán, hai anh em đều rất cá tính, học tốt và cùng theo đuổi con đường về toán. Cả hai anh em cũng thường xuyên cùng nhau xếp ở tốt đầu của trường, nhất là về trạng cuối. Huy thường xuyên đứng ở vị trí số 1. Mỗi lần sướng danh học sinh được trao tặng phần thưởng của trường với kết quả học tập, thường sẽ có cả hai anh em Huy và Tiến, cô Mỹ nói. Tiến không học văn tốt bằng Huy, nhưng cũng là học sinh tiếp thu rất nhanh và khi cố gắng, em cũng có thể đạt được điểm số 8,5 trên lớp một cách tương đối dễ dàng. Cả Huy và Tiến đều đăng ký nguyện vọng một trường trung học phổ thông công lập không chuyên là trung học phổ thông Việt Đức. Cả hai cũng đăng ký thêm nguyện vọng lớp 10 chuyên của trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Chỉ khác Huy chọn chuyên toán, Tiến chọn chuyên tin. Trước khi biết kết quả thi lớp 10 công lập của Hà Nội, Huy cũng đã nhận tin trúng tuyển vào khối chuyên toán của trường trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội. Chị Thảo chia sẻ, Tiến dù chưa trúng tuyển trường chuyên nào nhưng luôn rất vui vẻ, tự tin sẽ đỗ vào trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội, Amsterdam. Chị Thảo kể, từ khi chưa biết điểm thi vào lớp 10 Hà Nội, hai anh em đã xin mẹ cho đi học thêm một khóa về tin học cho mùa hè này. Với điểm số này, chị Thảo hy vọng cả hai con trai của mình sẽ thỏa ước nguyện trúng tuyển vào và cùng trở thành học sinh của các hệ chuyên trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chính thức công bố điểm thi lớp 10 công lập năm 2024. So với kế hoạch, điểm thi có sớm hơn 4 ngày điểm được cập nhật trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp của thành phố. Cách tra cứu như sau. Thí sinh phụ huynh truy cập vào địa chỉ https 2 2 ts đầu cấp hà nội gov vn Sau khi truy cập đường link trên, chọn ô tra cứu điểm thi vào 10. Thí sinh dùng mã học sinh, mã định danh hoặc số báo danh để tra cứu điểm thi. Dự kiến ngày 1 tháng 7, buổi sáng, sở sẽ họp xét duyệt điểm chuẩn vào các lớp chuyên, song bằng, song ngữ. Buổi chiều, Sở duyệt điểm chuẩn và lớp 10 không chuyên. Việc công bố điểm chuẩn dự kiến vào mùng 1 đến mùng 4 tháng 7. Năm ngoái, ngay sau khi xét duyệt điểm chuẩn, Sở đã công bố ngay trong buổi chiều ngày mùng 1 tháng 7, sớm một tuần so với kế hoạch trước đó. Kỳ thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội diễn ra vào mùng 8 đến mùng 9 tháng 6 với thí sinh đại trà; ngày mùng 10 tháng 6 với thí sinh đăng ký thi chuyên; ngày 11-12 tháng 6 với thí sinh thi song bằng bài thi năm nay có sự phân hóa cao theo đánh giá của nhiều giáo viên. Điểm chuẩn được dự báo sẽ thấp hơn năm 2023. Năm học 2024-2025, 119 trường trung học phổ thông công lập của Hà Nội được giao 81.200 chỉ tiêu tuyển sinh. Với gần 106.000 thí sinh dự thi, sẽ có tầm 25.000 thí sinh không trúng tuyển. Thông tin trên được ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục Đào tạo nêu tại buổi họp báo kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 diễn ra chiều 28 tháng 6. Theo ông Hà, với đề môn Ngữ văn phải trùng đoạn trích và lệnh hỏi như đề ra mới coi là lộ đề, còn chỉ giống tên tác phẩm thì chỉ là suy đoán của các cá nhân vì giới hạn ra đề là các tác phẩm trong sách giáo khoa. Ông Hà thông tin với đề tiếng Anh các ngữ liệu cần sử dụng từ nguồn tin cậy từ sách vở, các tờ báo uy tín nước ngoài, do đó việc trùng hợp là điều bình thường. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết thêm, công tác bảo mật đề thi được diễn ra chặt chẽ tuyệt đối. Thứ trưởng cũng khẳng định đến 18 giờ ngày 28 tháng 6 chưa phát hiện sai phạm nào liên quan đến việc lộ đề, phát tán đề thi. Ông Thưởng nói, nếu quá trình chấm thi phát hiện sai phạm, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Trước khi diễn ra kỳ thi, tài khoản mạng xã hội tên Maro Kiven thông tin tiết lộ đề thi tốt nghiệp gây xôn xao mạng xã hội. Bài viết này chỉ rõ các nội dung sẽ có trong đề thi 3 môn: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Tài khoản này nói rõ, với môn Tiếng Anh, 7 câu ở bài đọc hiểu trong đề Tiếng Anh được lấy từ một bài báo lớn của Mỹ đăng ngày 28 tháng 5, một số câu lấy của một trường đã từng ra đề cuối học kỳ 2 cách đây 4 năm. Với môn Toán, thông tin nói rõ, 30 câu đầu rất dễ, từ câu 33 khó dần, 7 câu cuối rất khó. Đặc biệt bài viết lộ đề nhấn mạnh đất nước sẽ là tác phẩm của đề văn năm nay. Sáng 28 tháng 6, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng phát đi thông báo khẳng định tất cả thông tin đăng tải lan truyền về việc lộ đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 đều sai sự thật. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 cả nước có 1.071.393 thí sinh, trong đó số thí sinh đăng ký trực tuyến là 1.014.020 chiếm 94,66% tổng số thí sinh. Số thí sinh đăng ký trực tiếp là 57.373, chiếm 5,34%. Tổng số thí sinh tự do là 46.978, chiếm 4,38%. Số liệu thống kê theo báo cáo của các địa phương và các đoàn thanh tra kiểm tra cho thấy, trong cả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024, trên cả nước có 30 thí sinh vi phạm quy chế thi và bị đình chỉ thi do sử dụng tài liệu và mang điện thoại vào phòng thi. Trong số 30 thí sinh vi phạm quy chế thi, có tới 26 thí sinh sinh bị đình chỉ thi, 9 thí sinh sử dụng tài liệu và 17 thí sinh sử dụng điện thoại di động. So với năm 2023, số lượng thí sinh bị đình chỉ thi giảm 15 em. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 có tới 41 thí sinh vi phạm quy chế thi dẫn đến bị đình chỉ thi.